Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì cũng đã là ngày 26 tháng 2 rồi. Và giai đoạn này thì ở miền Bắc thì thời tiết khá là nắng ấm, rất là thuận lợi cho cái cây lan phi điệp chúng ta nó phát triển cái mầm gốc. Và trong giai đoạn này thì đa số là các cái cây phi điệp chúng ta thì nếu như mà kích mầm gốc, hoặc là một số cây không kích nhưng mà nó khỏe thì nó cũng đã lên mầm gốc. Còn một số cây thì nó chưa lên mầm gốc, mặc dù là anh chị em đã tiến hành kích mầm gốc. Thì đây, như các bạn thấy rằng là đây, cây này của mình thì nó đã lên mầm gốc rồi. Và bên cạnh đó thì có những cây thì nó vẫn chưa lên mầm gốc. Đây, các bạn thấy rằng là HO đây, nó vẫn chưa lên mầm gốc. Mặc dù là những cái cây này thì mình cũng đã kích cả mầm gốc rồi. Thì đối với lại những cây mà nó chưa lên mầm gốc thì anh chị em cũng cứ yên tâm. Những cái cây này thì thứ nhất là các bạn thấy rằng là size nó còn nhỏ và nó rất là lực. Cây của nó hiện nay nó vẫn đang thì tích cái dinh dưỡng vào trong cái thân, và nó vẫn đang tích chất dinh dưỡng vào trong thân ấy, thì nó chưa đẻ mầm gốc đâu. Mặc dù là chúng ta kích bằng cái phương pháp là phun hoặc là bôi ở ngoài, thì những cái phương pháp đó thì thường là khi mà đủ năng lượng, khi mà đủ chất dinh dưỡng, nó tích đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ tự nó bung cái mầm gốc ra. Do vậy là anh chị em cũng không nên là sốt ruột. Đấy, đây các bạn thấy rằng đây, ở cây này của mình thì HO đây, nó vẫn chưa lên mầm gốc. Cho anh chị em xem một loạt. Đây, những cây này thì lên rồi. Cây này cũng lên rồi. Đây, cây này thì nó vẫn còn đang thì tích dinh dưỡng, nó còn khỏe. Đây, và thậm chí như là cây này. Đấy, cây này thì nó cũng rất là mập. Đấy, Phú Thọ đấy. Nhưng mà mầm gốc của nó mới như này thôi. Bên đây, đó, HO lên rồi. Đây cũng HO. Đây cũng thế. Và đây, cây này thì đẻ vô tội vạ. Thì đối với lại những cây mà nó chưa lên mầm gốc như này, hoặc là những cây mà nó lên mầm gốc nhưng mà nó nhú lên được một tí, sau đó là nó đứng lại, nó chững lại, nó không lên. Đây, các bạn thấy là có những cây nó lên được một tí, nó nhú lên một tí, sau đó là nó chững lại, nó không lên. Đây nữa. Đây nữa. Nó lên nhưng mà nó không mở lá. Thì những cái trường hợp như thế này thì anh chị em cứ yên tâm là khi mà thời tiết nó đủ nắng, đủ ấm, đủ gió thì cây nó sẽ tự nó phát triển, nó sẽ đẩy mầm gốc lên nha anh chị em nhé. Có một cái thủ thuật để mà giúp cho cái mầm gốc này nó lên nhanh thì cực kỳ dễ. Thì đối với lại những cái cây mà nó cao, nó dài ấy, thì anh chị em chỉ cần bấm ngọn đi, hoặc là anh chị em cắt cái thân đi để chúng ta ươm ki ấy, thì nó tự nó bật cái mầm gốc lên luôn. Đây, như cái cây này thì các bạn thấy rằng là đây, cây này thì cắt đi để mà mình ươm ki, thì khi mà cắt cái ngọn đi thì cái mầm gốc nó tự nó đẩy lên. Đấy. Thế còn đối với lại những cái cây như thế này, nếu như mà các bạn muốn để cho nó lên mầm gốc được nhanh thì chỉ cần các bạn bấm cái ngọn này đi. Đấy, bấm cái ngọn này đi thì lập tức là mầm gốc nó sẽ đẩy lên. Thì các bạn biết là đặc tính của cây trồng thì khi mà vào mùa xuân như này thì các bạn chỉ cần, đối với lại những cây thân gỗ cũng thế, các bạn chỉ cần tỉa cành, bấm ngọn tỉa cành thì nó tự nó đâm chồi, nó tự nó nảy những cái mắt ở những cái nách lá hoặc là nách cành, nó tự nó bung lên.
Và đối với cây phi điệp cũng thế, khi mà các bạn bấm ngọn đi thì tự cái gốc của nó sẽ dồn chất dinh dưỡng về gốc, và nó sẽ tự nó đẩy cái mầm gốc lên. Đấy, thì đối với lại những cái cây mà dài thì anh chị em có thể là bấm đi được. Thế nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là những cái cây này thì nó đang phát triển, nó đang thì béo như thế này, nó đang phát triển như thế này, thì nó đang tập trung chất dinh dưỡng vào cái thân này, nó chưa tập trung cho cái mắt gốc, thì anh chị em cũng không nên là cắt đi để cho nó lên mầm gốc. Trừ trường hợp là những cái cây mà đây các bạn thấy rằng là chúng ta những cái cây mà dài chúng ta cắt đi để chúng ta ươm ki thì buộc là nó phải lên mầm gốc. Đây, hoặc là như cây này chẳng hạn, thì nếu như mà như cây này thì mình bấm đi để mình cho nó lên mầm gốc thì mầm gốc này nó sẽ đẩy lên rất nhanh. Những cái cây mà nó lên sau đó là nó trứng lại như thế này, nó nằm im như thế này, có lúc nó nằm hàng cả nửa tháng nó không lên. Đấy, như những cái này nó không mở lá ra, thì bây giờ chỉ cần bấm cái ngọn này đi thôi thì nó sẽ dinh dưỡng, nó sẽ dồn từ trên ngọn nó dồn về, nó tập trung chất dinh dưỡng cho cái mầm này nó phát triển. Thế nhưng mà với mình thì mình không bấm đi, mình để nguyên như thế này để cho nó tập trung chất dinh dưỡng, để cho nó béo cái thân này lên đã. Sau khi mà nó tích đủ chất dinh dưỡng để cho cái thân này, thì sau này mình làm những cái ki ở trên thân này, nó mới có nhiều chất dinh dưỡng để cho nó phát triển cái ki. Đấy, và khi mà đủ nhiệt độ, đủ chất dinh dưỡng, đủ nắng, đủ gió thì cái mầm gốc này nó cũng tự nó bật lên thôi. Là cái điều kiện tự nhiên nó rất là thuận lợi trong cái mùa xuân này, thì các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề này, các bạn cứ yên tâm. Và để chăm sóc trong giai đoạn này thì chăm sóc những cái cây này như thế nào và chăm sóc cho những cái mầm này nó phát triển như thế nào, thì mình cũng chia sẻ với anh chị em một số cái phương pháp để chăm cho những cái cây như thế này nha anh chị em nhé. Thì đầu tiên và mình nghĩ là quan trọng nhất là trong cái mùa xuân như thế này, mùa mà cái độ ẩm và nhiệt độ nó cũng bắt đầu tăng, và mùa này thì các cái loại côn trùng cũng như là các cái loại nấm khuẩn nó cũng hoạt động rất là mạnh, nên là đối với mình thì cái biện pháp phòng chống nấm bệnh và phòng chống côn trùng là quan trọng nhất. Thì trong giai đoạn này thì anh em chú ý là thứ nhất là phòng chống cái côn trùng nó hại cây lan, thì anh chị em có thể sử dụng cái sản phẩm thuốc diệt muỗi hay còn gọi là cái thuốc tẩm màn mà mình đã chia sẻ trên video ấy, thì anh chị em sử dụng cái sản phẩm đó để phòng chống các cái loại côn trùng nó hại cây lan. Cái thứ hai thì phòng chống nấm khuẩn thì anh chị em cũng có thể là sử dụng nước vôi trong hoặc là các cái sản phẩm chống phòng chống nấm khuẩn như là cái sản phẩm mà Ngọc Linh này, rồi là một số cái sản phẩm khác như là Anchacol, Ridomin, rồi là Kinkinbun. Đấy, đây Anchacol. Có rất nhiều cái sản phẩm phòng chống nấm bệnh cho cây lan thì anh chị em có thể là mua về sử dụng. Và để mà phòng chống nấm khuẩn thì anh chị em chú ý cho mình là mùa này thì anh chị em nên là từ 10 đến 15 ngày thì anh chị em nên phun phòng chống nấm khuẩn cho cây lan một lần. Anh chị em cũng không nên là phun nhiều quá. Phun nhiều quá thì nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta nó chậm phát triển. Đấy, thì được cái mặt này thì sẽ mất mặt kia. Muốn cây lan phát triển thì chúng ta hạn chế phun cái nấm khuẩn thì nó sẽ phát triển. Thế nhưng mà cây lan nó phát triển nhưng mà chúng ta không phòng chống nấm khuẩn thì nó cũng rất dễ bị nhiễm nấm khuẩn gây bệnh cho cây phong lan, thì cũng rất là nguy hiểm. Do vậy là anh em cần cân nhắc sử dụng làm thế nào để cho nó hợp lý. Cái thứ hai là về sử dụng các cái loại phân bón ở trong giai đoạn này, thì như các bạn biết là trong giai đoạn này thì cây lan của chúng ta những cái mầm gốc là đa số là nó chưa lên, nó chưa ra rễ. Vậy thì nhiều người thì cho rằng là cây lan nó chưa ra rễ thì bón kích rễ thì có được hay không? Đấy, và nó chưa có rễ thì nó có hút được chất dinh dưỡng hay không? Thì thực ra thì bản chất để chúng ta chăm sóc cho cây lan này, nó cái mầm gốc này cũng chính là chăm sóc cho cái cây mẹ này, cho cái cây mẹ của nó, chứ không phải là chăm sóc nguyên cho cái mầm gốc đâu nha anh chị em nhé. Cái mầm gốc này khi mà chúng ta phun các cái loại
phân thuốc thì nó chủ yếu nó chỉ hấp thụ được một phần rất là nhỏ qua cái lá này thôi. Đấy. Thế còn chủ yếu là cái vẫn là cái bộ rễ của cây mẹ, nó hút chất dinh dưỡng, sau đó là nó chuyển cái chất dinh dưỡng này cho cái cây con. Đấy. Thì đối với mình thì mình trong giai đoạn là những cái cây nó còn nhỏ như này thì mình sử dụng là thứ nhất là cái sản phẩm Super Thai. Thì mình sử dụng là một giọt. Cái thứ hai là vitamin B1 thì mình sử dụng là 5 giọt vitamin B1. Cái thứ ba là mình sử dụng cái sản phẩm Biorot. Biorot này thì nó không có đạm mà nó chỉ có lân và kali thôi, và nó kích thích phát triển cái bộ rễ. Thì một số anh chị em thì cho rằng là cái Biorot này nó kích thích phát triển bộ rễ, thì trong khi đó là cái mầm gốc này nó chưa có rễ thì không nên sử dụng. Thế nhưng mà cái Biorot này thì nó có thành phần là lân và kali, thì nó giúp kích thích phát triển bộ rễ, là giúp cho phát triển cái rễ của cây mẹ. Cây mẹ nó có hút được chất dinh dưỡng thì cây con nó mới lớn nhanh. Đấy, nên là anh chị em có thể sử dụng cái sản phẩm Biorot này. Và cái sản phẩm Biorot này thì mình sử dụng với cái liều lượng là từ 0,5 cho đến 1ml trên 1 lít nước. Thì ba cái loại trên gồm có Super Thai là 1 giọt, vitamin B1 5 giọt và Biorot thì các bạn sử dụng là từ 0,5 cho đến 1 giọt trên 1 lít nước. Ba cái loại trên các bạn cộng lại, pha vào 1 lít nước và các bạn tưới cho cây lan 4 cho đến 5 ngày một lần. Đấy, 4 đến 5 ngày một lần, và anh chị em tưới đều như thế cho cây lan. Đến khi nào mà cây lan nó có rễ thì anh chị em mới sử dụng đến cái phân tan chậm, hoặc là anh chị em sử dụng đến cái phân bón qua lá, NPK qua lá cho cây lan nha anh chị em nhé. Thì anh chị em cứ sử dụng như thế cho mình thì đảm bảo là cây lan nó sẽ phát triển được tốt, mầm gốc nó sẽ phát triển tốt. Và đối với lại những cái cây mà nó chưa có chưa lên mầm gốc thì nó cũng nhanh lên mầm gốc nha anh chị em nhé. Chúng ta cũng đừng sốt ruột, khi nào mà trời nó nắng ấm lên thì mầm gốc nó sẽ đẩy ra, và khi mà mầm gốc nó đã đẩy ra thì trên cây lan nó có đủ chất dinh dưỡng, tích đủ chất dinh dưỡng rồi thì nó sẽ đẩy rất là nhanh, nên là anh chị em cũng không phải nôn nóng trong giai đoạn này. Đừng có nghe ai kích mầm gốc nhiều, kích nhiều quá là nó lên được một tí nhưng mà sau này cái bộ rễ nó không phát triển được, là nó lại chậm hơn so với lại những cây khác nha anh chị em nhé. Đấy, nên là các bạn yên tâm, đây các bạn thấy rằng là của mình cũng còn rất nhiều cây nó chưa lên mầm gốc. Đấy, chứ không phải là lên hết đâu. Đấy. Đây. Đấy, cũng chưa lên mầm gốc đâu anh chị em nhé. Đây cũng nhú một tí thôi. Và đây. Đấy, cũng chưa lên. Đây cây rất là to, rất là mập đây anh chị em này, HO đấy. Đấy. Đây nữa. Đó. Đây thì cũng đang thì sưng. Đấy, anh chị em cứ yên tâm, đến khi nào mà nó lên mầm gốc, nó có rễ khỏe, chúng ta chăm sóc thì nó phát triển sẽ, nó có đủ chất dinh dưỡng ở trong thân này rồi thì nó phát triển cực là nhanh, nên là anh chị em không phải nóng vội. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm chăm cây lan của mình, và mình xin chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em yêu lan. Anh chị em cũng có thể là tham khảo cái phương pháp chăm cây lan của mình. Và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn, thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hòa Lan, để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều cái video có giá trị hơn nữa để chia sẻ tới toàn thể các anh chị em yêu lan. Đức Hòa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.